Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình sẽ được giới thiệu các bạn là hai con cái xin và một bộ mẹ con nha các bạn. Đó, đây trước mặt bạn là cái xin các bạn, rúng vú rồi các bạn. Đỏ ao nha các bạn, không lan không đốm không giá nha. Bò này thì cao 1m35 bò nè các bạn. Cái xin tơ cao 1m35 bò. Mới bẻ một đôi răng các bạn. Mới bẻ một đôi răng nha, chưa nhú luôn nha các bạn. Mới bẻ một đôi răng chưa nhú nha. Bò này chữa 6 tháng các bạn. Cao 1m35 bò. Chữa 6 tháng, chữa nọc xin trắng bàn các bạn. Chữa nọc xin trắng bàn nha. Trắng bàn Tây Ninh đó các bạn, nọc nó rất là tốt các bạn. Đó, các bạn thấy 4 vú đều nè, rúng nè. Rúng yếm này nghiêm chỉnh nè các bạn. Đỏ ao không lan không giá không đốm nha các bạn. Mặt gu luôn nè. Có cái đòn dày sọc các bạn ơi. Cái đòn dày sọc à. Vú nè, chân móng sò hoàn thiện nè các bạn. Đó, yếm rúng đồ chân móng sò hoàn thiện hết. Đó, cái đòn dày sọc các bạn, lưng hăng băng, đòn dày sọc. Con này thì chủ báo giá là 42 triệu các bạn, 42 triệu. Chữa nọc xin 6 tháng, cao 1m35 bò, mẫu tàn nhất các bạn. Bò này mẫu tàn nhất. Cao 1m35 bò, giá 42 triệu các bạn, 42 triệu. Đó, anh em bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại chủ bò, mình comment bên dưới màn hình video các bạn. Chữa 6 tháng các bạn, nọc xin trắng bàn các bạn. Đó. Nọc xin trắng bàn Tây Ninh là nọc rất tốt nha các bạn. Có tiếng luôn á. Chữa 6 tháng. Đó, các bạn thấy không? Rúng yếm nghiêm chỉnh nè, chân móng hoàn thiện. Đó, lưng đôi đừng hẳn băng các bạn. Rúng nè. Đó, quay cho bạn căn cảnh qua xem luôn. Đuôi dài phết đất nè, chân móng sò đuôi dài phết đất nè các bạn. Đó. Màu đỏ ao các bạn, không lan không đớm không giá nha. Màu đỏ ao, cao 1m35 bò các bạn. Bò này mẫu tàng đậu các bạn. Mẫu tàng đậu các bạn. Sai tích đồ nghiêm chỉnh mẫu tàng đậu các bạn. Yếm các bạn không? Yếm phồng phền lúc lắc luôn các bạn. Rúng nè. Bạc gu luôn, y như gu mấy bò đực các bạn. Chân móng sò thì hoàn thiện hết. Nói chung là bò này không lan không đớm, giá quyền bò nha các bạn. Quyền bò các bạn. Lưng thì lưng hẳn băng các bạn. Cái đòn thì đòn dày sọc, đòn y như đòn mấy bò đực xe, kéo xe các bạn. Giá 42 triệu con cái xin thì các bạn. Đó, xin là xin tơ các bạn, mới bẻ một đôi răng nha. Mới bẻ một đôi răng, chưa nhú luôn các bạn, chưa nhú răng mới nha. Còn này là cái sinter luôn các bạn, chưa bẻ răng nha các bạn. Sinter chưa bẻ răng. Đó. Rúng các bạn hơi tê không các bạn, rúng bự bằng bàn tay luôn các bạn. Đó. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, con này là mẫu Bombay nè các bạn. Mẫu Bombay. Con này thì 4 vú đều. Móng thì hoàn thiện. Đó. Con này cao 1m3 bò các bạn, lưng đôi cao 1m3 bò. Con này thì cũng quyền bò các bạn. Rúng yếm thì nghiêm chỉnh, rúng chèn luôn các bạn. Nó sẽ mặt, sẽ lưng nghiêm chỉnh. Con này chưa bẻ đôi răng này nha các bạn. Con này thì gác nọc trắng bàn luôn nha các bạn. Được 1 tháng 2 ngày. 1 tháng 2 ngày. Giá 31 triệu 500 ngàn các bạn. 31 triệu 500 ngàn cậy đuôi các bạn không. Qua đen khui cậy đuôi lớn các bạn. Sinter chưa bẻ răng luôn nha các bạn. Gác nọc được 1 tháng 2 ngày. 31 triệu 500 ngàn các bạn. Cao 1m3 bò. Đó, cái mẫu quá lực các bạn, mẫu Bombay các bạn. Đó, mẫu này mẫu Bombay tàng độ các bạn. Bò mà mẫu Bombay thì rất là mát sữa vì sao nha các bạn. Đó, yếm các bạn không, yếm rúng đồ là nghiêm chỉnh hết, chân móng sò các bạn. Đó. Qua đen khui cậy đuôi lớn. Mẫu Bombay. Còn này là bộ mê con này các bạn. Cái xin này các bạn, cái xin này cao 1m2 bò các bạn, 1m2 bò. Chân móng thì hoàn thiện nè các bạn. Chân móng hoàn thiện.
Bộ mấy con này thì chủ báo giá là 36 triệu 500 ngàn các bạn. Đây con cái này các bạn, cái xin đỏ ao từ đầu tới chân luôn, chân kiền khú luôn nha các bạn. Rúng chiền nha, yếm dày nè. Đó, xé mặt thì nghiêm chỉnh, xé lưng thì hơi sụt nha các bạn. Cao 1m1 bò. Giá 36 triệu 500 ngàn các bạn. 36 triệu 500 ngàn, con này ăn quyền bò các bạn. Con này thì nó từ màu sắc tới rúng yếm rồi nghiêm chỉnh hết, nó chỉ có một cái là xé lưng nó hơi bị sụt nha các bạn. Đó, mẫu bò này tốt các bạn. Xe mặt xe lưng hơi sụt, chân móng thì hoàn thiện hết. Đó, bò mẹ này các bạn, rúng yếm nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện. Giá 36 triệu 500 ngàn bộ mẹ con này các bạn. Bò mẹ thì rúng yếm nghiêm chỉnh nè, mẫu Bombay, cao 1m2 bò. Bơm bò kem được 28 ngày, bà mẹ cao 1m2 bò. Phối bò kem là lứa thứ tư nha các bạn, phối bò kem là lứa thứ tư. Bò này bò dòng, hơi hiếu nuôi. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Trực tiếp qua số điện thoại của chú bò mình comment bên dưới màn hình video nha các bạn. Cái rúng cái tềm các bạn, cái rúng dài, yếm dày, chân móng sò. Có lợi bò kem là lứa thứ tư, được 28 ngày các bạn. Bò mẹ cao 1m2 bò. Bò mẹ thì sái tích nghiêm chỉnh nha các bạn. Giá 36 triệu 500 ngàn. Đó, anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chủ bò mình comment bên dưới màn hình video nha các bạn. Đó, còn các bạn không? Đẹp toàn diện hết, nhưng mà chỉ có sái lưng hơi sụt thôi nha các bạn. Cao đúng 1m1 bò. Giá 36 triệu 500 ngàn bộ mấy con này các bạn. Yếm rúng rồi là nghiêm chỉnh lúc lắc luôn các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là bộ mấy con này chủ báo giá là 36 triệu 500 ngàn nha các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ bò mình comment bên dưới màn hình video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.